Ngoại hình thì ai cũng muốn người yêu đẹp như em, chỉ cần người yêu tương đối thôi, đừng có quậy phá là được rồi. Đừng có quậy phá. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên Ngọc, em 23 tuổi, đến từ Đồng Nai. Quên chào tôi. Xin lỗi, em chào anh. Ngồi kế bên không chào, chào bên kia. Hết chơi cho vui thôi. Tuổi làm nghề gì Ngọc? Em làm nhân viên kinh doanh. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Bùi Thị Ngọc Dung, em đến từ quê hương Tháp 10 Đồng Tháp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 22. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên trong phòng kinh doanh ở một công ty tổ chức sự kiện chị. Nào, mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Mình giới thiệu luôn. Dạ, em nghĩ điểm mạnh của em là em tự tin, tự lập cao. Có thể là tự động bố trí công việc của mình. Bạn bên kia là Dung. Dạ. Bạn là Ngọc. Dạ. Chắc Ngọc là cũng trải qua một vài mối tình nhỏ nhỏ rồi đúng không? Dạ, em chỉ được một mối tình thôi ạ. Một mối tình? Vâng. Chia tay lâu chưa? Dạ, cũng khoảng được 3 năm rồi. Vậy còn mình là mình có mối tình nào chưa? Có 3 mối tình anh chị. Chung là quen ngắn ngắn rồi chia tay, ngắn ngắn rồi chia tay. Là cách này khoảng 1 năm mấy rồi chị. Mình đặt ra cái tiêu chuẩn gì cao lắm không? Dạ không chị, nói chung là cảm giác cái nhìn đầu tiên của mình, với lại là người phải có chuẩn chạc, có trách nhiệm xíu. Ngoại hình thì em không có yêu cầu cao. Ngoài giờ làm việc thì mình sở thích của mình là mình hay làm gì? Em thích uống cà phê chung với mấy đứa bạn, đi xem phim. Cuối tuần thì có thể là ca hát nhảy múa gì đó. Có ca hát nhảy múa nữa? Có. Đâu giờ làm thử cái ca hát nhảy múa gì cho mọi người coi đi. Một tràng pháo tay đi quý vị. Hình như anh bên kia có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngày ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Dễ thương quá. Bạn nam cảm nhận sao với giọng hát của bạn nữ nè? Quá hay, quá chất luôn ạ. Quá chất luôn. Làm lại bài đi. Yêu anh đi em, anh không đòi quà. Na 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 na. Chưa có quà. Chia tay anh không đòi lại quà. Na 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 na. Hay là được, có duyên đấy. Vâng. Rất là có duyên ha. Dễ thương. Bây giờ cái tiêu chuẩn mình tìm người yêu như thế nào? Giản đơn. Khi mình yêu thì tốt với nhau là chính. Chân thành. Chân thành. Vâng. Ngoại hình. Ngoại hình thì ai cũng muốn người yêu đẹp như em, chỉ cần người yêu tương đối thôi. Vâng. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đừng có quậy phá là được rồi. Đừng có quậy phá. Quậy là sao bạn? Dù quậy sơ sơ được không? Nhưng mà quậy tí cho có không khí thì ok. Em thì hiền lắm. Sợ con gái vũ phu rồi. Ở bên đây không có hiền? Không hiền hả? Hiền sao? Bên kia không hiền rồi đó rồi sao? Không hiền thì chắc để em ăn hiếp vài bữa vậy. Dạng lên, rụt rè quá à. Tranh thủ thời gian đi anh. Em hỏi anh một câu nha. Ví dụ như em với anh quen nhau, khi mà anh dắt em về ra mắt với gia đình hay là bạn bè của anh á, sau qua ngày sau thì bạn anh lại nói với anh là thôi đi mày đừng có quen con nhỏ đó, nhỏ đó xấu lắm, ở dưa ăn nhiều nữa, mày để tao làm mai cho mày một đứa khác đẹp dễ thương hơn. Thì anh suy nghĩ như thế nào? Anh có thay đổi cái lập trường của mình lúc đầu đi quen em không? Anh có một cảm nhận đầu tiên. Nếu như cảm nhận xuất phát từ đầu tiên thì anh sẽ chọn em. Còn nếu cảm nhận xuất phát từ sau đó? Mọi sự tùy duyên. À, cái đó mới là quan trọng. Bởi vì hai người yêu nhau nhiều lắm rồi, nhưng khi có một cái người nào đó khách quan, họ nói này nói nọ, thì lúc đó bạn xem lại đúng không? Cái đó là quyết định ở em, mà em sẽ là người hiểu rõ nhất. Đúng rồi, lập trường mình phải lập trường rõ ràng chứ. Vâng. Bây giờ mà muốn lấy vợ liền chưa? Hay là chỉ quen nhau để tìm hiểu một thời gian thôi? Chắc chắn là phải tìm hiểu, sau đó sẽ là dẫn đến hôn. Khoảng bao lâu? Khoảng một năm ấy. Một năm? Bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Em sống bố mẹ luôn. Bố mẹ có mấy người? Bốn anh em trai. Ở chung nhà luôn? Không, mấy anh em lấy vợ hết rồi, ở riêng hết rồi. Vậy thì cô gái kia phải làm dâu? Không hẳn thế, bởi vì em mà lấy vợ phải mua đất ở riêng. Mà mua chưa? Chưa. Lấy nghèo đó mua. Đang nghèo chị. Ủa mà ai mua, em tự mua hay là ba mẹ em mua cho? Dạ em tự mua. Giờ em có tiền chưa? Dạ em chưa có tiền. Nhưng mà sao đòi năm sau cưới vợ? Từ từ rồi có. Vâng đúng rồi. Thế mình nếu mà làm dâu thì em có chịu làm dâu không?
Dạ chịu chị. Tại vì em xem ba mẹ chồng của em thì cũng giống như là ba mẹ của em thôi. Thương chồng đều phải theo chồng. Bếp núc nấu ăn rồi biết không? Em chỉ có tinh thần thôi chị, nhưng mà nấu ăn thì em tệ lắm. Kệ, có cái tinh thần là quý rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bên đó là ví dụ được là một năm nữa tiến tới hôn nhân rồi đó. Còn em thì sao? Em muốn chừng nào kết hôn? Chắc em nghĩ là em phải 2 năm nữa chị. Chị đó mình thương lượng được đúng không? Dạ đúng. Phải chờ đợi mình đúng không? Bạn không thích điểm nào ở người đàn ông? Em không thích người đàn ông tính toán chi li quá chị. Ví dụ như sao? Đi ăn uống với bạn bè gì đó, nhìn cái biểu tính tiền kỹ quá. Ủa không tính kỹ rủi quán ăn gian mình sao em? Thôi chị, mình có thể nhìn lướt qua thì mình lướt qua sao cộng kịp. Phải cộng chứ. Thì đó chị, cộng kỹ quá em ngại. Ví dụ như đi với bạn bè một cái khăn cũng trả lại, ví dụ 1-2 cái khăn thì có thể là lướt qua luôn cũng được. Có thể là quen lâu rồi thì mấy cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà khi mới hẹn hò mà mấy cái chuyện đó mà kỹ quá. Cái đó người ta gọi là làm màu. Người ta vậy sống mới chân thật. Chi li là ví dụ đi chợ phát tiền cơm, tiền đồ răm rắp. Ví dụ đi sao hôm nay sao mua bó rau, hôm qua mua 5.000, nay mua 4.000. Ví dụ nay mua tại sao 6.000, sao em không trả giá. Nó mới gọi là chi li. Chứ còn mình đi ăn, mình kiểm bill để mình trả tiền thì chuyện đó chuyện bình thường mà. Nhưng mà em không thích chị ơi. Bạn sao tính, bạn có thoải mái không? Sẵn sàng và thoải mái. Làm 10.000 xài hết nhiêu? Chắc tới 4 luôn. Tới hết 10.000 luôn. Anh cho em hỏi là anh có thích là con gái mà lớn tuổi hơn anh không? Có luôn hả? Lý do tại sao vậy? Thứ nhất là người em già nè. Thứ hai là em làm trong môi trường toàn người lớn tuổi không? Em gặp khuôn những cái đó, nhưng thích những người chín chắn hơn. Còn nhỏ tuổi hơn không được hả? Không, nhỏ tuổi hơn mới được, nhưng mà cái tính á, tính chín chắn. Có những người nhỏ tuổi vẫn chín chắn chứ? Dạ vâng, đúng. Hôm nay bạn đi với người thân hơn nào? Em đi với bạn của em ạ. Chúng ta hỏi thăm bạn thế nào? Em là bạn của bạn em đang ngồi trên kia. Em cũng đến từ Nghệ An luôn. Thấy cô bên này có hợp với Ngọc không? Bên trong thì em cũng không có biết được là như thế sao nào. Sao biết chứ được? Ở đây em chỉ nói vấn đề bên ngoài thôi. Bên trong thì đều để hai bạn tìm hiểu. Nhưng mà vẻ bên ngoài nói chung là em nhìn hai bạn này thì nói như trong trần đá banh thì cũng là đồng banh đấy. Cũng khó bắt lắm ha, đồng banh ha. Cũng khó bắt lắm. Nhưng mà nếu như mà được bắt thì em cũng đặt là bên bạn em chấp mà chút xíu. Em có bạn gái chưa? Dạ em chưa có chị. Nhưng mà chương trình này là đang nói cho bạn Ngọc ha. Còn nếu em muốn nói về em vài bữa mời em lên đây ngồi. Ha. Em cũng hy vọng là vậy chị. Rồi cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất là thật ha. Mình sao, mình có ai đi theo ủng hộ mình ngày hôm nay không? Dạ có chị, em có bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Chào em. Sao bên đó sao? Dạ em thấy hai người nào cũng chững chạc chắc được á chị. Hợp nhau không? Chắc cũng hợp. Bên ngoài hay bên trong? Ngoài trước đi chị. Trong hai người đó tự tìm hiểu. Ủa em có bạn trai chưa? Chưa. Dạ, đi. Dạ em chưa có. Chưa đi, giờ nè đứng lên, đâu rồi, dòm nhau coi được không? Cứ mời lên luôn. Đó bây giờ hai người đứng lên chị dòm cái coi được không? Đứng lên, mạnh, đó. Tiến qua giùm cho chị. Mình men mà, mình qua đi. Bắt tay rồi, đó làm cái đó. Thôi tập trung cặp bên này đi, để cặp dưới tính sao. Dạ. Chào bạn, dễ thương đấy. Bạn có sợ là quen một người nhút nhát quá không? Nhút nhát mà trầm tính thì được, mà nhút nhát quá trẻ con em không thích. Sao không thích trẻ con? Em không thích, tại chú muốn nuôi dạy trẻ sớm. Tức là muốn người lớn tuổi hơn mình, chững chạc hơn mình hả? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà anh ấy nhỏ hơn mình thì sao? Không thích. Không thích luôn. Nếu mà nhỏ hơn thì tính tình nó chững chạc thì em có thể là thích, còn mà tính tình trẻ con em không có thích đâu anh. Rồi anh hiểu với em rồi. Ủa sao nãy giờ nghe ở dưới nói là già, rồi thích quen người lớn tuổi nữa. Chào chị. Già quá chứ trẻ con đâu, trẻ con. Trời ơi sao bạn em làm quá mà em hiền quá vậy. Em không thích cái điểm gì ở người phụ nữ? Quậy phá là em không thích, thì thế thôi. Nói chung là không bỏ bê việc nhà vậy đó. Quậy quậy sao bông thổi chơi, thổi bông bóng chơi, không làm việc nhà. Tao uống đá chanh, cà phê, tao còn quậy. Thì đó, tướng này cũng cao dữ rồi nha, cao mét mấy vậy? Dạ em cao 1m8. Đâu, đứng lên thử coi. Cao thiệt, nhưng mà cỡ 1m75 thôi, 8 mà coi hơi lố. Trời ơi. Chê hoài ha. Đâu có chê, mình chỉ nói sự thật, chê gì. Rồi, kéo màn lên. Chào. Trước hết em gửi đến anh là quê hương của em là Sen Thấp 10. Cảm ơn em nhiều. Ở Thấp 10 cũng có sen. Ở Vinh, thành phố Bắc á, Nam Đàn á, cũng có sen. Làng sen nó đẹp lắm. Hai bên có sen là hợp rồi đó. Anh nhìn em, anh thấy em có quậy không? Em thì chuẩn rồi. Không, em hỏi anh là em có quậy phá gì không chứ? Không. Sao biết? Dạ. Thì em cảm nhận. Sao? Em hỏi gì anh?
Dạ không, tới anh hỏi đi, tại em hỏi câu rồi, tới anh hỏi câu thứ hai. Có rung động gì nhau một chút xíu nào chưa? À, có rồi đấy. Có nói với bạn kia rồi nói với chi? Với em thì anh rung động thế nào nói đi. Bạn thích nhất gì về người con gái đối diện? Em thích khuôn mặt của bạn ấy rất hiền, dễ thương. Gì nữa, thích gì nữa? Hết rồi anh. Thích gương mặt dễ thương thôi hả? Vâng ạ. Bạn ấy nói bạn dữ lắm mà. Chắc lẽ không đâu. Cái này bên ngoài thôi đó anh. Em cảm nhận bạn trai đó sao? Thì cũng thích thích. Thích gì nhất ở bạn trai? Cái body á. Chịp cái body sao thích vậy? Body này sao thích? Nhiều khi có cao thôi, ngoài ra không có gì trơn. Cái đó thì từ từ tìm hiểu chị. Gì mặt mày đỏ tía vậy? Nóng quá. Hơi nóng. Không có nóng, đây lạnh mà. Lạnh. Nóng là do bạn nóng ở trong lòng bạn nóng. Rồi cho em làm công việc kế tiếp. Công việc gì? Công việc gì? Đây đâu có việc gì đâu. Đây đi tỏ tình mà, đi công việc gì tỏ tình đi. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Người ta chỉ yêu trong 3 giây thôi. Có lẽ anh yêu cho em trong 3 giây. Bà kéo dài được 3 ngày. Không có đâu chị. Em hứa gì với bạn nữ nếu như chúng ta quen nhau? À, đúng rồi đó anh, hứa đi anh, đây có nhiều người làm chứng. Nếu như thật sự đến với nhau thì anh nghĩ anh sẽ cho em hạnh phúc. Có tin được không? Cũng khoái rồi, cười chú thích rồi. Khoái không? Thấy khoái sao không? Mà đòi vỗ tay hoài vậy? Cũng có cảm giác chị. Cảm giác thế nào? Thích thích. Dạ thích, người ta nói là thích là đủ đấy. Đối với anh là đủ, với nhiều khác thì chưa có đủ. Dạ. Yeah, những cái lời mà anh dành tỏ tình với bạn thì bạn cảm nhận như thế nào? Em chỉ muốn anh nói thôi chứ thật sự em không có tin chị ạ. Sao vậy? Lúc trước đó chị, em cũng có kinh nghiệm ba mối tình trước là cũng có nói, cũng có hứa, rồi không có làm. Thôi mà trước tiên có nói là được rồi. Ai mà nói tôi vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Còn cái chuyện đó tính sao đi, đúng không? Rồi, ngồi đây. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem chúng ta có đồng ý nhấn nút hẹn hò với nhau hay không nha. Một. Hai. Và ba. Hết thời gian. Cái An Giang bấm sao nha. Em coi thử coi bấm không, em mới bấm. Ví dụ anh ấy không bấm thì sao? Đó quê chết. Gì đâu quê, bình thường mà. Có những mối tình mình thích người ta không thích mình cũng là chuyện bình thường. Nếu người ta không yêu mình bình thường mà. Chúc mừng hai bạn, đây là những cái vé xem phim gửi tặng hai bạn. Đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng hai bạn. Chúc hai bạn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mình có thể nắm tay nhau. Cảm nhận thế nào bạn trai? Có lẽ đây là giây phút thật của yêu đấy. Đấy, câu này hay này. Người ta thật đấy nha. Phải tin vào điều đó bạn gái à. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cuối cùng là bao lâu? Dạ, cách đây cũng khoảng 4 tháng. Mới có 4 tháng à hả? Quen nhau bao nhiêu năm mà mới chia tay 4 tháng? 3 tháng. Những giây phút mà cái tình yêu nó mới chớm nở, nó ngây ngô, nó bối rối, thậm chí nó cũng rắc rối lắm. Anh ấy có chút rụt rè nhưng mà đúng anh ấy vậy. Rất là chân thành. Chân thành. Chúng ta vừa cảm nhận cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai, xem họ thế nào. Hạ màn. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào em, rồi em giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào các bạn. Em tên là Hoàng Giao, năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là em đang làm điều dưỡng ở quận 5. Xin mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào mọi người. Bạn kia tên Giao, bạn tên gì? Dạ em tên là Đạt, năm nay 28 tuổi, làm bảo hiểm xã hội. Em tới đây để mong muốn tìm được một người bạn gái hợp với mình và tìm được một người vợ mà mình mong muốn nhất. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua cũng 4 mối tình rồi. 4 mối tình. Mối tình cuối cùng là bao lâu? Dạ cách đây cũng khoảng 4 tháng rồi. Mới có 4 tháng à hả? Mới vậy thôi đó hả? Dạ. Quen nhau bao nhiêu năm mà mới chia tay 4 tháng? Dạ em quen nhau cũng 3 tháng. Yêu nhau sâu đậm không? Nếu mà trong thời gian quen nhau mà mình cảm thấy mình tiến tới xa hơn á thì em sẽ quen tiếp tục. Còn nếu không hợp nhau á, tìm cách là bạn bè thôi. Vì em nghĩ mà muốn thời con gái là rất quý giá về thời gian. Nên em muốn sau này sẽ có người nào đó để ý bạn gái đó trong thời gian đó thì sẽ hay hơn.
Được, quan điểm này được. Hay. Chia tay sớm cho người phụ nữ bớt đau khổ. Dạ thấy sao? Dạ thì em thấy là anh này suy nghĩ cũng chững chạc, nhưng mà em thấy là anh yêu người nhanh quá, thời gian 3 tháng chưa chắc gì tìm hiểu được hết một con người, nên thấy yêu chớp nhoáng quá. Không phải đâu em, nhiều khi đầu tiên cảm nhận thấy được, nhưng mà trong 3 tháng lòi ra búa xua cái không được thì thôi mình ưng cho rồi. Chi nữa một năm nó cũng vậy à. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thôi chị. Một, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng gần một năm rồi chị. Được, trong một năm vừa rồi không có ai hết? Dạ không, không phải không có ai, thì cũng có nhiều bạn là cũng là để ý em, nhưng mà em không thấy có tình cảm với người ta hết. Bản thân mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, công việc thì nữ công gia chánh thì em có thể làm được. Rồi điểm yếu của em thì em cũng hơi khó tính, hơi bướng nữa chị. Nhìn vậy nhiêu đây mà khó tính à hả? Dạ. Đạt thấy sao anh Đạt? Dạ không sao à, em rất là dễ chịu à. Thế anh Đạt thích cái mẫu người con gái hay sao? Dạ em thích mẫu người con gái hiền, đảm đang nội trợ, sống có trách nhiệm và hiếu thuận với người lớn à. Bên đây là có hết rồi đó. Có hết rồi đó. Những cái gì mà anh không thích về người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ quá đánh đá và ích kỷ. Hiện nay thì anh ở đâu? Dạ em ở Tân Bình. Tân Bình là nhà mình hay là? Ở nhà mình. Ở với ai? Dạ em ở với mẹ em. À có mẹ theo nữa. Dạ có mẹ. Vậy là hai mẹ con thôi. Lấy vợ hợp lý rồi, về lo cho mẹ. Lấy vợ về là làm dâu hả bạn? Dạ dạ. Mày sao giao chịu làm dâu không? Dạ theo em á, con gái thì làm dâu là chuyện bình thường thôi, với lại mẹ chồng bây giờ cũng không giống như hồi xưa nữa, chắc cũng thoáng hơn. Nên... ăn thua mình thôi, mình dạ, thương mẹ rồi. Mẹ thương mình đúng không? Dạ. Các bạn có đặt ra những yêu cầu gì cho cái chuẩn bạn trai mà mình quen không? À, bạn trai của em á thì phải cao hơn em. Ừ, mà dạ. Chị thấy em cao lắm. Bên đây bao cao? Bao là nhiều, nhiều. Bao cao bên đó cao nhiêu, bên đây cao hơn. Đó là người đàn ông thì người ta phải quyết đoán, sạch sẽ, không hút thuốc. Bên đây sạch có sạch, không hút thuốc, không có. Quyết đoán có, bây giờ quen đúng 3-4 tháng không được, chia tay luôn. Rồi cũng phải thành thật nữa, giống như là làm cái lỡ, làm cái chuyện gì đó có lỗi với em thì thú nhận với em đi, rồi em sẽ tha thứ chứ đừng có nói dối rồi để em phát hiện ra chắc không xong. Đó giờ có làm chuyện lỗi lầm mà không dám thú nhận không? Dạ quan điểm của em về một người con gái nó khác lắm. Sinh ra mà là người con gái á thì họ chịu thiệt thòi rất là nhiều trong cuộc sống và khi trưởng thành và khi lớn lên, nên nếu một người đàn ông thật sự á là không nên làm tổn thương họ, hãy chăm sóc bảo vệ họ hay hơn. Hay. Quá hiếm khi người đàn ông nào mà nghĩ được cái điều này lắm, trời ơi. Được, ai nghĩ được. Nghĩ vậy là tốt. Nhiều người nói lắm nhưng mà chưa có làm. Bây giờ hỏi thử mẹ của bạn trai coi sao anh Đạt có mẹ sao. Đi th- mẹ sao thấy cô bên kia hợp ý chưa? À, tôi thấy cô bé đó cũng được, dễ thương. Vì con trai của chị thì đáng, rất là tốt bụng, mà là đứa đáng tin cậy. Đáng tin cậy. Có mẹ thì theo hứa là Giao có muốn nói gì với cô không? Có hỏi thăm cô vài câu. Xin chào cô. Là con cũng không biết nói gì hơn là thường thì cô đến đây là nhận xét vậy nên chắc cũng anh đó cũng chững chạc và cũng đáng tin nên. Có cô bảo chứng quá tin đi chứ. Dạ. Bạn gái có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn đồng nghiệp của em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. À, chào bạn, bạn thấy anh bên đó làm sao? Dạ anh bên này cũng được, cao, chứng chạc. Vậy là em cao mấy? Dạ em cao 1m67. 7 rồi thấy cao dữ vậy ta. Chào anh lên. Chào em. Dạ. Cao, nhưng mà bên kia bao cao mà. Không sao hết trơn á. Tôi mà qua mà lùng sủng không liệu hồn với ông Linh. Ôi nó ngược tôi sợ ông lắm. Chuẩn bị để mấy đứa? 2 đứa thôi anh. 3 được không? Dạ không được, dù gái hay trai 2 là đủ rồi anh. À là cũng lanh lớn luôn rồi. Được, lâu lâu mới thấy anh trung thật một lần. Anh cao mét mấy? Dạ em cao 1m8. À, mình chuẩn bị lập gia đình là mình chuẩn bị cái gì rồi? Công việc em là rất ổn định. Rồi, tiền bạc mẹ lo. Tiền bạc thì em làm nhưng mà mới đưa lại cho mẹ giữ. Rồi sau này vợ giữ. Đưa mà vợ giữ rồi mẹ tiền đâu xài? Không, mẹ có tiền. Mẹ làm gì có tiền? Sao giờ có 10.000 bố trí thì sao? Nếu em làm được 10.000 thì em có tiền bụng nha. Dạ em sẽ đưa vợ 5.000 và mẹ 2.000, em 3.000. Trời ơi, tôi tưởng là ông đưa vợ 5.000 gì, mẹ 5.000. Tại vì người đàn ông cần một khoản để tự trọng chi. Nhưng đưa mẹ ít quá vậy. Mẹ cũng muốn khoản thu nhập nữa. À mẹ có khoản riêng rồi đúng không? Thôi cũng được. Trời ơi, thiệt tình. Khó đưa mẹ. Nhưng mà nói chung là cũng thiệt bụng, có sao nó vậy, không biết lấy lòng cũng được. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt đi. Nào, kéo màn.
Rất vui làm quen với em. À, chào anh. Em cũng thành cũng món quà. Dạ, cảm ơn anh. Nhìn em thì anh thấy rất là dễ thương. Anh rất thích một điều là em làm nội trợ được. Bữa cơm gia đình rất là quan trọng. Nếu như mà người vợ nấu cơm mà không có chồng hoặc là thiếu người thành viên nào đó thì gia đình nó sẽ không có hạnh phúc. Lỡ như mà em nấu cơm xong rồi cái ngày đó cái anh chiều anh là anh bận đi nhậu với bạn bè rồi lúc đó giải quyết sao anh? Tủ lượng anh rất là cao. Nhưng mà anh rất ghét nhậu. Giao tiếp hoặc đi ăn tiệc cưới gì đó thì đó phải chịu rồi anh mới uống. Nhưng bình thường á thì bạn anh rủ nhậu anh tuyệt đối không đi. À, cái đó thì theo em nghĩ là nếu mà anh không có về được thì cũng phải báo trước cho nhà một tiếng chứ đừng có để là ở nhà nấu cơm hết rồi ngồi đợi cái lúc cái cảm giác mà chờ đợi em không thích. Em thích chờ đợi ai, em thích tôn trọng thời gian đúng giờ. Chắc chắn anh sẽ báo. Dạ. Tại những trường hợp nào mà mình đi sụt đột xuất á phải báo cho gia đình biết để họ phải không chờ đợi mình. Em thấy anh thì cũng chững chạc, công việc thì cũng ổn định. Nói chung là ok. Bạn trai tỏ tình với bạn gái đi. Thật sự hát thì em hát hay cỡ cho em thôi. Nhưng cái... mà em cũng xin hát một đoạn. Đúng rồi. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Chỉ là bình thường thôi, nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cảm cần cảm thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Thôi đừng hát nữa. Nói vậy là tốt lắm rồi ha. Theo tôi được biết là cái món quà này của bạn nữ là làm mấy ngày mới xong á. Gì vậy chứ gì, lấy cho coi với coi. Mở lên xem được không? Đây là cái tình cảm của bạn nữ dành cho bạn nam nè. Mở đi thì tôi không dám mở, tôi mở thấy gì nguy hiểm nữa. Ồ, rất là đẹp. Cảm ơn em. Trái tim đó. Bạn làm mấy ngày bạn? Dạ hai buổi tối của em. Hai buổi tối luôn đó. Làm của người ta mất hai buổi tối rồi đó. Anh thấy rất là thích. Cảm ơn anh. Nhìn thẳng vào mắt nhau, có rung động gì nhiều chưa? Về tính cách ấy rất là em rất muốn một người vợ như thế. Tại vì bạn nữ rất là đảm đang nội trợ mà điều đây là điều em rất mong muốn. Về việc khó tính thì em không quan tâm lắm tại vì đó là bản tính của mỗi người. Ok. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Bộ bấm rồi mà. Bấm hoài vậy? Khó rồi kìa. Cao ha, xứng đôi quá ha. Nắm tay để cảm nhận về nhau có gì đâu. Trời ơi, giờ còn nắm ngón út nữa. Cái này xưa lắm rồi. Hồi xưa nắm đôi đũa với ngón út á. Cảm nhận thế nào bạn trai? Em cảm thấy tuyệt. Tuyệt. Bạn gái? Thấy tay ảnh sao? Tay ảnh thì cảm giác ấm áp. Ấm áp? Dạ. Rất ấm. Chúc mừng hai bạn. Dạ cảm ơn anh. Đi xem phim nha. Và kể cho nghe những câu chuyện về tình yêu. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng hai bạn. Dạ. Chúc mừng hai bạn, nắm tay bạn ấy đi xem phim đi. Chúng ta đừng rời xa tay nhau. Nào nắm chặt tay nhau. Thử đưa ngón cái được. Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Hãy nhắm mắt lại, xem thật sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không? Nào, 3 2 1 1 Xin mời nhà gái. Mời đi Kim. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Nào, bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào anh đồng hành cùng em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Dung. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Đà Lạt ạ. Con làm tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Con làm ở Sài Gòn? Dạ không, con làm ở Đà Lạt ạ. À, hiện giờ đang sống, sinh sống và làm việc ở Đà Lạt luôn. Dạ vâng ạ. Mời nhà trai. Em tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Tú. Năm nay 33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Làm gì Tú? Dạ em làm kỹ sư cơ khí. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì Tú? Ưu điểm thì sống tự lập, biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không?
nhút nhát trước đám đông, với hơi nóng tính chút xíu. Em đã từng xuống Biên Hòa chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi hả? Dạ. Có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa thì dạ con cũng không sợ lắm, nhưng mà quan trọng là do hai người đó con. Rồi bây giờ mình nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là một người sống rất là vui vẻ, hòa đồng, thích những công việc như là từ thiện hay là giúp đỡ người khác ạ. Còn điểm yếu? Dạ còn khuyết điểm của con thì vì con là người sống tình cảm nên là con khá là mít ướt hay khóc nhè á cô. À hay khóc nhè hả? Dạ. Nấu ăn thì cũng chưa được ngon ạ. Này là con làm hay là con mua? Dạ đây là con tự làm á cô. Vậy là con giỏi quá rồi, này là làm thủ công ha, khéo dạ, tay đúng không? Dạ. Đường tình duyên của em trai sao nè, nói cho đàn gái kia, nói lớn lên. Dạ em thì trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời đi học. Rồi mối tình đầu tiên bỏ qua, mối tình sau này là mấy năm? Mối tình thứ hai thì em quen và lập gia đình được 11 năm. Của em lập gia đình rồi? Dạ vâng ạ, em sống. Được 11 năm? Dạ. Trời ơi, được mấy đứa cháu? Dạ em được hai cháu gái. Bây giờ hiện tại cháu nhỏ thì 6 tuổi họ ở với mẹ. Còn cháu lớn là năm nay 12 tuổi ở với em. 11 năm lý do tại sao lại chia tay? Dạ tại vì trong cuộc sống thì công việc của em ấy thì là hay đi công trình, đi làm xa. Mới hay nữa là em cũng vì là tính chất công việc em ham mê về công việc quá cho nên là cũng ít dành ít thời gian cho gia đình, dẫn đến là tình cảm càng ngày càng nhạt phai. Lo do em đi qua sao? Dạ, đi làm, em đi làm việc, em cũng chăm sóc gia đình. Dạ. Bây giờ trời, hai đứa nhỏ, một đứa là 6 tuổi ở với mẹ, dạ, 12 tuổi với ba, vậy thời gian đang chăm sóc đứa nhỏ. Dạ cháu lớn thì ở với em thì tại giờ đang ở với ông bà nội. Bây giờ liệu là nếu mà mình lấy vợ về á thì em nghĩ là em có thể lo được cái cuộc sống cho thêm một người vợ mới và nhiều khi lại có con nữa không cưng? Dạ cái này em đủ khả năng, không dám hứa nhưng mà chắc chắn sẽ là một chỗ vợ tinh thần và vai vững chắc lo cho cuộc hôn nhân sắp tới. Chị muốn hỏi là em thì sao về cái tình duyên của em? Em cũng như anh, em cũng có một trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ. Hơn 4 năm rồi? Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ. Là mấy tuổi rồi? Dạ hơn 5 tuổi ạ. Cái vấn đề này thì chút xíu các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau luôn ha, về cái vấn đề con anh con em này luôn nha. Bên đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bờ vai vững chãi ạ, về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế, và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em... Dạ, cái đó là điều chắc chắn, tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái vậy, chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ em đi với bố, con gái, anh chị em. À vậy hả, có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh. Con chào bà Hồng Vân. Chào con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi. Năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn. Rồi thấy cưng quá rồi đất luôn rồi đó. Thấy chương trình thì chào ông Mai bà Mối. Thì dạ, mình là bố đẻ của cháu Dung. Dạ con chào bác. Chào cháu. Dạ. Mình thì hiện tại đang sống ở Đà Lạt. Thì qua mình thì cháu Dung thì cũng trải qua một mối tình. Dạ. Rồi là hai đứa cũng đã thương yêu nhau rồi cũng lấy nhau. Đấy, nhưng mà được hơn một năm thì là chia tay. Dạ. Nhưng do lý do ấy thì thực chất ra thì cũng Dung sống là trong nội tâm và tình cảm. Dạ. Thích người chồng phải quan tâm mình, người Dung rất là ước ao, thường nghe là cứ ước ao làm sao lấy được một người chồng giống bố mình. Dạ. Thì thôi qua chương trình này thì cháu Dung đây thì cũng là cái cơ hội để hai đứa gặp nhau, thì bác thấy cháu bên này thì cũng có nhiều cái điểm cũng giống
tương đồng á. Vâng, tương đồng. Yeah. Đây, vì là... thứ nhất là cái nội tâm, sống trong nội tâm thì chú sống rất là nội tâm. Yeah. Cái đó là điều quý nhất. Nhưng chú chỉ có một cái là một điều, chú chỉ hỏi một cháu một điều thôi. Yeah. Trong gia đình thì nó có hai cái, thứ nhất là về kinh tế và tiền bạc. Thì cháu sẽ chọn trong cái tình cảm nhiều hơn hay là về kinh tế nhiều hơn? Dạ, theo vâng, quan điểm của cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thì con xin trả lời câu hỏi của bác. Thì thực sự ra là trong cuộc sống thì đối với con thì cái vấn đề vật chất nó không thành vấn đề. Khi mà hai người sống mà có tình cảm thì cả dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng cùng nhau bảo ban, cùng nhau vượt qua thì có tất cả. Còn nếu mà quan trọng về vật chất thì con nghĩ là cái tình cảm không bao giờ gắn bền. Đó là điều tuyệt vời. Dạ. Quan điểm đúng rồi, chưa bác đây. Dạ. Thứ hai bác chỉ hỏi cháu một câu. Dạ. Giả sử cháu có lăng về Đà Lạt ở với chú được. Có không? Có về không? Đó, dạ, không đấy là điều kiện. Dạ vâng, thực sự thì con nói với bác là cái vấn đề thì khi mà hai người mà tìm hiểu mà hợp là tiến tới được với nhau thì vẫn quan trọng, thì cái vấn đề là ở đâu không quan trọng. Quan trọng chủ yếu là hai người hợp và cùng nhau bỏ ban nhau làm ăn. Thì các cụ nói là đất lành chim động, không có căn ngại gì, vấn đề là ở đâu hay bất kỳ chỗ nào. Mình sống ở đâu thuận tiện, công việc, làm ăn mà phát huy được, phát triển được là tốt thì mình cứ phát huy, chứ không quan trọng là phải bắt về chỗ nào chỗ nào. Rồi, nghĩa là con phải thấy này được ha. Đây là một chàng một người đàn ông rất là bản lĩnh, đã vượt qua những thử thách và sát hạch của họ nhà gái. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Cao 1m55 trở lên là ok. Biết quan tâm chia sẻ. Đó, và biết kính trên nhường dưới. Ô, chào gái. Dạ. Trời đất ơi, xinh quá trời xinh nhờ. Đúng là đường tình duyên hả? Thôi, buồn làm chi em ơi. Hết duyên tình cũng lỡ làng ha. Thôi, mà coi như là cái duyên phận nó vậy rồi, đừng buồn nữa. Mình nên mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn nữa, mở lòng mình ra nữa ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân luôn hả? Ê, bạn thân cho vài ý kiến coi nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Vân ạ. Dạ, em là Tình Giang, em là bạn thân của bạn Tú. Mình mong rằng là bạn Tú với bạn Dung bên đây, hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau nhiều hơn để có kết quả nó tốt đẹp hơn, nhanh nhanh gần gần để cho bạn Giang được đi nhậu đám cưới. Rồi, rồi cảm ơn thằng trai. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nào hãy chấp lấy thời cơ, mở rào. Có con gái quá trời xinh luôn vậy đó. Tới anh có món quà tặng em, món quà. Dạ em cảm ơn anh. Đây. Cái món đó cái gì vậy cưng? Dạ sách ạ. Sách. Sao em lại em rất thích đọc sách luôn. Dạ cái sở thích của em mới hay nữa là thực sự là em là con người sống nội tâm, cho nên là em tặng em gái một cái cuốn sách là Tấm Lòng Vàng. Có là bao nhiêu cái lòng tình cảm của em là dành cho trong chọn trong cuốn sách đó thay lời em muốn nói. Thay lời muốn nói bằng cuốn sách. Rồi mình cảm ơn anh. Bên nhà trai đi cưng. Dạ. Dạ, em đến từ Đà Lạt. Đà Lạt thì nổi tiếng với lại hoa và dâu tây ạ. Và em mang những đặc trưng của Đà Lạt đến tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Nice. Trước đám đông với một trước một người phụ nữ xinh đẹp thì em rất là nhút nhát mà không biết, thì em có làm một bài thơ gửi tặng bạn gái cũng như tất cả quý vị trong khán giả ở trong trường quay. Vì em run quá không nhớ được nên là thôi xin phép nó đọc. Bây giờ đối tượng của bạn là bạn này, cho nên bạn xưng là anh em đi. Thì anh tặng em bài thơ. Chào em cô gái dễ thương, vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Đắm say những lúc nàng cười, khiến anh ngây ngất cả người xuyến sao. Xinh xinh má ửng hồng đào, ấy kia đầy đặn làm sao kìm lòng. Nhìn vào đôi mắt sáng trong, hồn anh đã lạc như không lối về. Nhìn nàng quả quyết, quả hết chỗ chê. Chỉ sao mơ ước nàng về cùng anh, đắp xây, xây mối mộng lành, sẻ chia bầu bạn cùng anh sớm chiều. Thỏa lòng cho một chữ yêu, điều gì em muốn anh chiều em ngay. Chung tay xây mối duyên tình, thành một tổ ấm gia đình mộng mơ. Xin hết. Và thơ rất là hay và ý nghĩa luôn ạ. Em cũng là một người sống rất là lãng mạn nên là rất thích một nửa của cuộc đời mình là một người sống tình cảm và lãng mạn như vậy ạ. Em xin tặng anh bài Anh của Thùy Chi ạ. Anh vẫn đến dù trời có mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc gió rét xua tan mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi
xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vào nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ. Nhờ thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhập con tim, ngàn lời yêu thương. Bây giờ mình hẹn hò thế nào đó, thôi mình bàn thử đi em trai. Thì thực sự thì anh ấy đang sống và làm việc ở Biên Hòa. Thì vậy là anh em mình cũng khoảng cách là cũng là khá xa. Thì theo em thì anh em mình có thể tìm hiểu như thế nào nó hợp lý. Em thì từng nghe có một câu nói thì em cũng không nhớ tác giả của đó, nhưng mà đại khái nội dung như thế này. Tình yêu thì như những đốm lửa, nó sẽ bùng cháy khi mà đó là một ngọn lửa lớn, nhưng mà nó sẽ bị dập tắt khi đó là những đốm lửa nhỏ. Nếu như mà thực sự trong xa cách, nếu như hai người thực sự yêu thương nhau thì đó không phải là một rào cản. Tình yêu mà nó đủ chín mùi thì cả xa cỡ nào thì anh cũng có thể cố gắng và vượt qua được hết. Cái đó là cũng là một cái sự thử thách ban đầu, chủ yếu là hai người có dành chọn cái tình cảm cho nhau hay không thôi. Hiện giờ cái kinh tế của em đang ổn định không? Dạ, kinh tế em thì ổn định. Như nãy em chia sẻ là em cần một người cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Dạ. Thì liệu rằng cái công việc của bạn này lên Đà Lạt có phát triển được không? Khi mà bạn phải làm lại từ đầu, thì cái đó là tụi em phải tự tìm hiểu và nói với nhau. Dạ. Tức là khi mà mình đã là trưởng thành rồi, thì những cái điều đó là mình phải gọi là giống như lật bài ngửa với nhau hết, thì mới có thể bền chặt được. Chứ còn bây giờ không còn là yêu đương vớ vẩn nữa, mà phải là yêu và đi đến một cái gì đó nó kết thúc viên mãn, đúng không? Dạ. Vâng. Đó. Tại vì thực sự cảm ơn chị, là tại vì là đúng ra thì công việc của em thì làm chỗ nào cũng được, nhưng mà tại vì cái trên đó thì em cũng chưa biết cái mô hình như thế nào. Nhưng mà cái một cái thành phố du lịch và đang rất là nổi, thì em nghĩ là cái vấn đề đó thì không có quản ngại gì hết. Anh nghĩ thế này, với một người yêu xinh xắn thế này, một cô vợ tương lai đẹp thế này, thì ở đâu mình cũng đi, thậm chí trong rừng mình cũng vô luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng là tình yêu thăng hoa, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Dạ. Như nãy em nói là quan trọng là tình cảm. Dạ. Còn công việc ở đâu chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành công thôi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi thật sự là trái tim em có rung động trước đối phương chưa? Thực sự là em lất là rung động chứ không phải rung động đấy. Trời, nhìn là thấy rung động toàn phần rồi. Cô gái xinh đẹp như thế, vấn đề là chúng ta đủ sức để có thể lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn một đứa nhỏ ở nhà bên vợ cũ nữa ha. Nói gì nói, mình cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ đó. Thấy không? Bây giờ em nói một câu gì để thuyết phục cô này, đơn giản như vậy thôi. Nào, hãy nói những cái gì mà tự trái tim của mình, nói thật lòng với cô ấy đi. Anh với em tới đây cũng là một cái duyên, thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yêu là yêu thật lòng. Anh không hứa là cho mẹ con em một cái giàu sang phú quý, nhưng anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần, một cái bảo vai vững chắc để làm điểm tựa cho hai mẹ con cùng với bố con anh phát huy và tiến tới gia đình phát triển kinh tế một cách tốt nhất và nhanh nhất. Không giàu sang phú quý nhưng mà phải đủ ăn đủ mặc. Hãy quên cái chữ đó. Đủ ăn đủ mặc là phải yên bình nữa, phải dư chút đỉnh nữa, đủ ăn đủ mặc. Cái đó thì điều là rất là chắc chắn rồi. Rồi, ok. Còn chuyện bấm nút hay không, trả lời thế nào là phụ thuộc vào cô gái. Hai bạn hãy để tay vào nút bấm. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ sức để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Cảm nhận đúng, chúng ta bấm nút. Cảm nhận không đúng, chúng ta không cần phải bấm nút. Hãy nhắm mắt lại, xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ, nó có rung động con tim của mình hay không. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả, bởi cái nút bấm nó hết sức quan trọng nha các bạn. Duyên nằm ở đó. Nào, 3 2 1 1, hết thời gian. Bấm nút. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý cho nhau một cơ hội. Hứa gì với bố vợ tương lai đi? Con xin hứa với bác, với gia đình nhà gái, thì con là người sống rất là nội tâm, thì con sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội, là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất là vững chắc nhất để lo cho gia đình sau này phát triển kinh tế tốt nhất. Tất cả những lời hứa đó
nó còn mãi mãi trên truyền hình nha. Không bao giờ phai cả, và hứa gì thì nhớ đó. Xin phép bố cho hôn bạn gái. Con xin phép bác cho con hôn gái. Nè em, em nói gì với con bé kia kìa? Con có thích đi chơi cùng với chú với mẹ không? Dạ có. Nói vợ gì cũng có chứ. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Xây lại cái ngôi nhà tình yêu cho nó mới. Xây là ngôi nhà tình yêu cho nó đầy ắp những tiếng cười và sự yêu thương ở trong đó. Chúc hai em sẽ hạnh phúc nha. Cảm ơn em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ nhì. Con sống khá là nội tâm, hơi ít nói. Với con ngại giao tiếp trước đám đông, thực sự là ngồi đây con rất là run. Hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cho mệt. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Mời nhà gái giới thiệu cho đàn trai biết coi. Dạ con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi. Con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là nghề gì? Dạ con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. Ở quận mấy? Dạ con làm ở bên quận 5 chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đó. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung. Hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương. Công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Rồi, chứng khoán mùa này sao rồi con? Dạ, tình hình vàng với cổ phiếu hiện tại cũng đang lên vàng ở đây con. Tình hình căng lắm con. Bên kia là làm điều dưỡng, bên đây chứng khoán ha. Con nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai Bỉnh nghe đi. Dạ, cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói. Với con ngại giao tiếp trước đám đông, thực sự là ngồi đây con rất là run. Nhưng đúng mà hả? Ráng gồng. Vậy đó hả? Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ, còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Còn con? Dạ. Con có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cho trước tiên cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cái mệt. Thường phiên sáng thì nó không có vấn đề gì. Kèm theo đó là con rất là dễ gọi là dễ quên tên người đối diện. Rồi, dạ. Khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn ưu điểm? Dạ, ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ. Kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ, nhây. Giống nhây như là có lầy không? Nhây cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn kia khá là trầm tính. Ưu điểm khuyết điểm bên đây vậy đó, bạn gái thấy sao? Nó nghe nè, bây giờ bên đó có cái sở thích gì đặc biệt không? Hiện tại thì con rất là thích đi du lịch. Hầu như là tầm độ khoảng 3 tháng là đều đi một lần. Bên đây con có thích du lịch không? Dạ con cũng thích đi du lịch. Vậy hả? Dạ. Có thích nuôi động vật không? Dạ thích, con vô cùng thích nuôi chó mèo luôn. Dạ bạn bên kia có thích không?
Dạ con chuẩn bị là định là tìm bạn nữ để là nuôi cún nè con. Dạ. Trời ơi, lấy vợ thì làm gì tươi tỉnh, lấy vợ thì nuôi cún. Hai đứa cũng có nhiều cái giống nhau ha. Đúng rồi, đồng điệu á. Bây giờ mình hỏi xem đường tình duyên hai nhỏ hay sao nè. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè. Dạ con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình dạ. nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn, dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Như vậy là tới nay là được mấy năm? Khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó bên kia là chưa có mối tình nào đó người nha. Người ta chưa có mối rồi, tình nào đó. Rồi con nói đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ con hiện tại đang có đã từng trải qua hai mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ dài nhất là một năm. Xong rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Lớn hơn 5 mà tuổi. Sau thời gian khoảng cũng gần 1 năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ nên trở thành bạn luôn. Rồi xong rồi đó. Nhưng mà nay con ở không là mấy năm rồi, nay con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi con. Ở không gần 2 năm dạ. rồi hả? Trời ơi, nay ở không đó giờ luôn á. Dạ nói con cần tìm yêu thế nào con nói cho bà mối dân nghe cái đi. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là dạ. nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích dạ, không? Dạ cũng thích đó cô ạ. Thích chiều. Da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1-1.5 mét trở lên là cao là mét rưỡi. Dạ ừ. thì da trắng. Tóc em con, sao? Dạ tóc thì chấm ngăn vai hoặc vài tí xíu cũng được. Ừ. Nhưng mà cái đó những vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi chứ mình cũng không thể can thiệp được. Có bây giờ con nghĩ là trời ơi, bây giờ là khi mình bắt đầu đến với cái chương trình này rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Để tôi qua tôi coi mắt này nhà thì gái coi nè, sao nha đây. Công chúa hả? Đó công chúa. Con chào chú Hương. Trời chào công chúa đó. Dễ cưng quá ha. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình á. Ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan đường gì đó. Ba cái gì dạ. nhỏ mà, nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa giữ nữa. Được không con? Dạ con nghĩ là được. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, khoảng là 80%. 80% đó. Chỉ có cái việc là cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều nên nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. Không. Nhưng mà theo cái cạnh là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ con không thích con trai gia trưởng với tính hay tính toán. Tính toán? Dạ. Chứng khoán tính dữ lắm. Thì đó nè, đó nè, tính. Tính hàng giờ luôn á. Khoán mà không tính là thua đúng không? Thôi hỏi kiến người thân đi con. Con dạ. đi với ai? Dạ hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À hai đứa em gái ha. Thấy chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con thấy chị này rất là xinh và dễ thương, rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa uống nước trong nhà không? Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa uống nước trong nhà. Thợ sửa trong nhà hay thợ sửa ngoài? Sửa ngoài luôn chú. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng được, an tâm con, an tâm. Em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn con. Hai đứa này nó giống như song sanh vậy. Con đi với ai ạ? Dạ hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Đâu chị ơi, chị đâu rồi? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Mà hy vọng hai bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Ôi, dạ. Anh có quà, mua quà tặng em nha. Em cảm ơn anh.
Dạ, đồng thời em cũng có muốn quà muốn tặng cho anh. Dạ, ok. Đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. Em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Cái này mình mở được. Dạ, à, đọc nó cũng cháy mà không đọc nó cũng cháy luôn. Dạ. Do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc á cũng lén mẹ có một cái quỷ viên gọi là quỷ đen á, đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỷ đó thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng có được một cái người là giữ quỷ để giúp cho anh. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. À, ở lần đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? À, cảm nhận của anh là em rất là xinh, xinh hơn là cái mức là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Với lại thấy em cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, nó chắc cũng thiếu muối. Anh cũng rất là thích cười, nói chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình ha. Nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha anh? À, hiện tại thì anh đang là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Nhưng mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương. À, ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hai trực đêm nữa. Anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình đó phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Dạ. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Dạ. Dạ, chứ không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À dạ. Nên những cái vấn đề đó anh nghĩ làm được. Dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, ví dụ như thế. Nếu như mình bắt đầu quen nhau thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác là em cảm nhận được anh là người một người đàn ông tốt. Dạ, chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À, tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà. Tại vì về nhà, mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ, cũng vậy. Tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu, Kiên Giang hay là An Giang? Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ, cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là một nam một nữ. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi nha. Anh xin gọi là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi, một cái đoạn thơ mà anh nghĩ đang khá là hot ở hiện tại ở trên mạng. Dạ. Anh hãy nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Trả lời luôn đi. Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con. À, thật sự là con hát rất là dở, cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai. Dạ, hát con được hát không? Một đoạn thôi nha. Rồi sao anh đêm lung linh và tình sông nơi biến lên, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin cuộc tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi, mà. Được rồi, hai đứa về vị trí đi nào. Giờ đến lúc hai đứa kiểm tra lại, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Trước khi bấm, con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Nói rồi, chắc nghe nghe. Mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình... cái này là về phía anh thôi. Nhưng mà anh mong ở góc độ là em là bên đàn gái. Chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn.
Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường. Và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Rồi, bây giờ là nụ hôn đầu tiên con. Vượt qua được cái đó. Vậy thôi, bình thường đó mà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cô chú, cảm ơn chị về. Con đi trước đi nè. Dạ, cảm ơn cả nhà. Con đi trước nè, đó, chung đi sau bảo vệ bạn chứ. Dạ. Như vậy là chúng ta đã xem hai câu chuyện của bạn mối hòa ngày hôm nay. Hai câu chuyện đó cái kết rất là đẹp, họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với họ. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin tạm biệt mọi người và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào chương trình sau. Cảm ơn nhà hàng Mắc Khe, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ từ chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc Khe cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Để xem lại, quý vị có thể vào cổng thông tin Love TV hoặc là MTV Media. Nhớ subscribe quý vị nha. Xin chào tạm biệt. Bye. Con là ít nói. Điểm mạnh là ít nói hả? Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. À, yeah. Mập gầy đều được hết, ít nói. À, con cũng nói nhiều nên con thấy như bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh. Em á là thích tìm hiểu và học hỏi và yêu thương gia đình. Siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, ham học hỏi. Cô là thích bàn tay ở Đắk Lắk để cho gần về nội về cha, mà chân tình ghét về với miền Nam, mà tôi chỉ có một đứa gái thôi mà không có cha, thấy con một mình là cô đơn, thấy thì tội lắm. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi là trong môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.